trong clip cục mốc này của ạc 13 b Mitterson một trong những ạc top 1 silver và 171 triệu lượt chiến nghe mấy anh em 171 triệu lượt chiến thì gần như là bằng top lượt chiến ở cụm silver cũ hiện tại là bằng với anh Kinh 55 với lại anh Vinh Đấy ở silver của tôi silver 42 cộng 40 đấy Rồi ok thì chúng ta bắt đầu đi làm clip thôi nếu như mà tính theo cụm á Cả một phân khu của cụm luôn thì ạc này là hiện tại lực chiến là top 1 nha Nếu tính đi phân khu của cụm là top 1 Còn mà tính theo toàn shiver luôn Thì ạc này uh, hiện tại nếu mà so lực chiến tôi không biết là lực chiến của uh, Của anh uh, anh dinh như thế nào Nhưng mà tôi nghĩ là này đang hiện tại là là Bằng với anh, Kinh 55 năm buổi tôi coi là 165 Nếu xảy ra là 170 rồi Thì à, hiện tại là là top 2 tôi không biết có phải top 2 hay không Nhưng mà nói chung là nằm ngang ngang với lại anh Kinh 55 Gần như là nếu nh ảnh với anh năm năm đứng là trung hạng đó. tôi không biết trên lệch bao nhiêu không trên lệch nhiều nhưng mà không cỡ là ảnh với anh năm năm sẽ là top 2 anh yêu Blue sẽ là top 1 uh, top uh, ổ không không đội hình của anh Đào là do ép lực chiến của anh Đào là bị ép lực chiến cho nên là của anh Đào là ẩn số nha lực chiến của ạc của anh Đào là ẩn số thì không không có vô top nha tại ảnh là ép ép lực chiến ép đội hình cho nên là không biết lực chiến tổng bao nhiêu còn nếu như mà lực chiến tổng hiện tại thì ạc của anh Son với lại ạc của anh King hiện tại là lực chiến top 2 server còn top 1 là New Blue đấy Top 2 là ạc của uh, Mu uh, anh Vinh với lại Mu Mu. Top, uh, top 3 sẽ là ạc của anh Mr B với lại anh Hà New Power rồi Asina. Rồi ok, đây là ạc clip lưu trữ gần như là top 1 của cụm, ạc mạnh nhất và đầu tàu của cụm luôn nghe Tôi nói là tôi dùng từ đầu tàu nha mấy anh em. Đầu tàu của cụm thì ạc của anh Son này á là khi mà vô ngày xưa tôi làm uh, clip uh, lưu trữ thì đã có nói sơ qua rồi nhưng mà khi mà đợt gần đây thì uh, tôi mới phát hiện một vấn đề là khi mà với có sự xuất hiện của anh son trong silver thì silver này mấy ai chơi được con sam ờ <laughs> à, có được một con Ờ à, có được đúng một con sam thôi và gần như là ở silver này là không có cái lối chơi mà sam thủ mấy anh em à thì tôi mới ngồi tôi hôm bữa vô có làm clip thì tôi mới kêu là ừ tại sao bên đây là chơi thủ chơi cái lối chơi thủ mà thủ trước anh son nó thủ không được hoặc là ví dụ như ở silver cũ đúng không mấy anh em coi là ừ anh anh đào quýnh lại new blue là anh với Tích quy á là 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 chơi lối chơi thủ với lại anh, anh new blue rồi asina quýnh lâu lâu còn thắng anh new blue còn ở silver này là cái sức mạnh của anh son là tuyệt đối nha mọi người nha cái sức mạnh của anh son là tuyệt đối thì khi mà đi bk tôi không hiểu là tại sao mà gần như là bây giờ quyết sạch hết nhen không có thể nào mà quýnh trong một lượt lúc đầu quá nha tôi kể mấy em nghe là từ để trước khi đi vô lại này phải kể đúng sự tích là tôi mới đi uống cà phê với anh nghĩ là là thư ký của hội thì nghĩ mới kêu là tôi mới kêu là ôi mẹ anh mà có cơ hội anh lên anh ngồi anh đấm anh son mày ngồi anh thủ mười lượt xong nghĩ nó kêu ủa sao mà anh thủ được trong si của em á anh son á bắn một lượt thôi bắn một lượt thôi là gần như ngã rã luôn không có thằng nào thủ được hết á anh kêu làm sao mà một lượt được nghĩ nó kêu là ủa anh đéo tin để chút nữa về em ngồi em like đi cọt cho anh coi lúc đó tôi không tin được buổi chiều tôi đi uống cà phê là anh phải tin tại vì anh, anh kêu là ừ anh vô anh coi đi bắn một lượt thôi là kể cả top silver bên em hay là ừ bút bút né cho điên bóng luôn bút né cho sam cũng chấp bình thường tại lúc tôi đi uống cà phê tôi điếu tin nha xong rồi buổi chiều về buổi, buổi chiều buổi chiều hay buổi buổi trưa á thì nghĩa nó vô ngồi đi cò có like ạt lên lại vô kêu đà đó bây giờ anh kêu đúng không trong cụm này á bây giờ anh thích quýnh thằng nào em vô em đơm hết cho mấy anh coi là cô như gần như là một đến hai lượt thôi là ngã rạ trắng đồ hình thì tôi mới đặt câu hỏi á Ủa vậy tại sao ừ Shiver em anh hỏi là si em có nào chơi uh, thủ xa mà gì không Kiểu không có nơi có một hai thằng mà vô một lượt cũng đi à Uầy mày tôi không hiểu luôn chỉ có một người thôi mà gần như là 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 thay đổi cái gần như là cái lối chơi của toàn server luôn mà meta của server cũ không thể nào áp dụng được vô server này tại vì nếu như cho server cũ á cái việc tôi đếp á tôi đếp new blue mấy anh em cũng coi được rồi đúng không anh new blue gần như tôi đếp định mấy anh em có clip coi rồi anh kinh năm năm tôi cũng đếp rồi à, mấy anh em cũng coi tôi đếp rồi và tôi đánh với asina như Ờ à, asina như tôi chưa chung cụm lần nào đó, thì nếu chung cụm tôi cũng đếp được bình thường đâu mà trong khi đó ở cụm này lực chiến của mấy anh em top shiver cao hơn của tôi luôn Nhưng mà đếp anh mr Son không được thì tôi mới đặt câu hỏi Ừ làm sao mấy anh em không đếp được đó thì sẵn hôm nay vô làm clip luôn chữ xong rồi coi chiến khu luôn thì ở cụm này như thế nào à, Và sau khi coi xong cụm này thì tôi sẽ lên thêm một cụm nữa là cụm từ 540 cho tới 600 Đấy Nói chung là khi mà đầu tàu kéo cả shiver này đi lên rất là ghê nha Cái việc mà của anh như thế này mà chờ mà để có một đối thủ như thế này chỉ có ba người tôi hy vọng là Bi boy với lại lucas lên thôi còn lại thì mấy anh em trong server đây thì đều rồi hoặc là gộp chung cụm mà gộp tiêu gộp này thì gộp chắc phải lâu một năm nữa chắc mới gộp cụm mới còn ở trong server này chỉ chờ chờ hai nhân tố này thôi chờ hai nhân tố Bi boy và nhân tố lucas này đắm bên sau thôi chứ còn mà không 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 còn ai có khả năng nữa rồi đấy còn mình bây giờ để mà đi bk hội ấy, mà để mà hơn thua nhau ấy, thì tôi nghĩ là chỉ có còn một cái duy nhất là cái tranh bá đấy thì sau này còn beo vô nữa thì sẽ trong meta mà sau thì ug nó hơi áp đảo một chút sẽ rất là khó đấy rồi ok mình sẽ bắt đầu đi làm clip lưu trữ thôi đó lụng clip cục móc thôi rồi hiện tại là ạt đang là 171 triệu lực chiến à, top 1 Silver à, lộn top 1 cụm à, đầu tiên cái mk2 gần như là hai hết full hai mấy anh em ạc này thì không có z 3 như z 3 như anh new blue với lại anh, anh kinh năm năm Thật sự chứ. Thực ra thì em nghĩ là để mà nếu như mà acc này mà acc này mà zác full 3 toàn đồ hình á. Acc này nếu như mà zác full 3 toàn đồ hình á thì 18 rồi hơn 25 năm chắc luôn tại vì 25 năm toàn là 3 không à. à acc này nếu như mà zác 3 toàn đồ hình á, ấy là là, là là cho nên là là zác zác 3 toàn đồ hình luôn á. Thì cho nên là 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 lực chiến nó bị ít hơn nếu mà như giác 3 toàn đồ hình là khoảng 18 rồi qua meta UR thì ba nó sướng. Rồi qua meta UR bảo đảm kiểu gì cũng ba mấy anh em à. Tầm này XR cộng đi kêu ừ không cần thiết đâu chứ chứ còn qua mà qua meta UR á ba nó dễ lắm mấy anh em. Ví dụ như quay cộng đúng không? Mấy anh em quay ở Wickin 3 mấy anh em phải tốn cỡ tầm 500 600 giấy, với còn qua UR quay dễ lắm tại vì UR nó có móc bảo hiểm 300 quay nhanh lắm mấy anh em. Quay ở 3 nếu mà quay hơn rồi còn cỡ tầm 400 mấy dế 400 dế 500 mà dắt ở Wickin 3 hết luôn dễ nữa. Mảnh trời tôi nói mảnh bây giờ như tiên. Bây giờ đúng không? Cái này là tôi dẻ ra nha, cái này là tôi nói đùa thôi, Vinagame là người dẻ nha mấy anh em. Đây là tôi nói ra thôi nhưng mà Vinagame dẻ hơi 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 bị báo chút nữa tôi sẽ lên web tôi coi dụ nó sau Thì khi mà mấy ông lấy con UR về đúng không? Vinagame được này bán 100.000 năm mảnh, 100.000 năm mảnh đúng không? Thì từ năm sao, từ năm sao lên 6 sao á là mấy ông cần là 1 2 3 4 5 6 7 đúng không? Đó là 7 7 lần up mà nhân cho 30 lên thì mấy ông mới tính ra cái số lượng mảnh mấy ông nạp là cũng cỡ tầm full tháng nào mà mua không biết là à nó mua theo đợt thì cũng nếu như mà full mua mua hai đợt full Zalo bay thì mấy ông sẽ quay vào quá trình nữa thì mấy ông sẽ lên một hơi 6 sao vàng mà nếu như mà xấu sao vàng á, xấu sao vàng mà 30 nè, từ 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 5 sao lên 6 sao là 30. Thì mà khi mà mấy ông là tuấn hệ ATK á thì khi mà mấy ông lên từ 6 sao lên 5 sao á là nó sẽ là cái dòng sát thương, Uầy mong mấy ông giác lên xấu sao với mày đi BK bắn cũng đã luôn meta UR luôn Mày ngồi ra còn bán mảnh bệnh năng UR nữa Mày bán trong đâu cho đổi trong sự kiện hột lực nữa Thì nâng cái tính năng tinh thông nó sẽ dễ Mấy em mấy em nâng được hình như là khoảng cỡ tầm hai uh, 2 cấp Nha Rồi ok đó 5 lần trên một ngày thì giác xấu sao dễ Tầm này sẽ có động lực cho anh Son bắn hơn Đó lên xấu sao giác ở quách 3 dễ nữa chứ tôi thấy ảnh là như là hơi ít ở 3 3 bữa con đi cây này thì bị chắc bị con đi cây này bảo đảm mà chỉ có thằng nghĩa lù thôi à rồi tù nhân vô hí nhớ con tù nhân vô hí là là bốn sao đây bà cô <laughs> rồi mẹ từ trước tết lúc tôi làm được trước chưa vô coi với ông bà ui mẹ có bốn ri ri phút công mẹ tôi nói thì cái à, mẹ tầm nay mà con bu ri bu này mà ôm mà biểu sao chịu cho nổ ơi mẹ đụng bd đụng lực đồ, mé, đồ không đụng mẹ đụng bd lực phải cất mấy ông à Mẹ đùa con BD còn tấn công bạo kích Mẹ tấn công bằng trăm tấn công Full 44 hỏa lực à. Mẹ đô tô đô hỏa lực Ôi <laughs> <laughs> má chơi BD gì chị sao nổi Mẹ BD nhìn ác thiệt chứ <laughs> Rồi full miễn sức trong đêm luôn Rồi ơi má BD này mà ôm vô tôi gãy người luôn thấy không? Rồi ok tướng thì trang bị thì không cần gì để nói rồi Mẹ đơ mày đồ gì thôi chứ Và có một cái hay Mấy anh em kêu á là, là lúc mà tôi lên clip á mấy anh em nói tôi ừ tại server này người ta không chơi bộ đi cây trời ơi, sao mà không chơi bộ đi cây mấy anh em có bộ đi cây hết á à, bi cắt đồ hình luôn rồi à, còn lucas đây sao mà không chơi bộ đi cây nãy anh đào kêu không chơi bộ đi cây ai cũng có bộ đi cây hết mấy anh à, nè ai cũng có đó sao mà giờ này em có được nhưng mà em không hiểu là tại sao mà 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 uh, có thể không thủ được thôi tại vì kiểu nào em có thủ được đồ cũng y chang server cũ thôi chắc thọt là thọt do cái cái nhà huấn luyện Đấy trong trong cái cái nhà nghiên cứu chứ cho nên là, là là là, khi mà mấy em đi bk vì bây giờ ngọc nó rất là quan trọng để về khi mà mấy em tính toán nè từ từ ấn thiên phú nè rồi uh, trung tâm huấn luyện nè viện nghiên cứu nè thì mấy em lên build đồ hình để thủ nếu còn mà khi mà qua meta con tắt rồi qua meta ur nó sẽ rất rất nhiều lối chơi để mấy em chọn và trong bk mấy em không biết trước điều gì hết á cô hiện tại hiện tại này áp đảo quá mấy anh em trong Silver, mấy anh em phải chơi lối chơi đến lẽ là trong meta con mk con đen bóng này mấy anh em phải tận dụng giống như Silver cũ đơm mấy ông tớp quấn mấy đã mấy anh em đó thế, thế như beo không nó beo hiện tại là beo hiện tại cũng gãy mấy tuần liền nó beo đang mệt mỏi với meta thủ luôn đó mà trong cái đó anh son tôi thấy bình thường nè à. đấy rồi tiếp tục là chiến tính năng chiến thuật Tính năng chiến thuật thì ba sao chỗ này thì giấy này vết đam đồng phủ đầu đồng phủ đầu thì chỗ này sắp lên 4 sao luôn rồi quá nhân rồi quái nhân thì công kích vũ trang thì chắc tốc độ rồi bốn sao chưa lấp đánh tôi thấy tôi thấy được được trước vô thấy anh son này như chưa chạy cái tính năng chiến thuật này ta chưa chưa giác cái tính năng chiến thuật này ta chạy hơi chậm mình như nó không muốn chạy chứ cái này phải cái này cái này thiệt sự đó. cái này thiệt sự là này là chưa có động lực anh nhưng mà tôi thấy là hình như là chưa có động lực nào để mà để thúc đẩy anh, anh, anh lên đó cái này thực sự nếu như mà phải có một nhân tố nào đó một nhân tố nào đó vô làm một phát như asina đơm minh như blue cái trận mà ngày xưa ấy, cái thời điểm mà thời còn đầu ít rồi cộng là con boros lại con con chạy con kabuto á phải làm cho một phát vậy ấy, thì lực chiến nó lên là <laughs> lên mới ào ào luôn mấy anh mà con bây giờ viên con chưa viên con chưa đổi mà viên mới vô con viên một mà tại vì viên viên này viên này mà đợt trước có đổi viên đó, thì giờ này phải giác viên full lấp lánh đó rồi lấp lánh ngôi sao vàng rồi thế là tính năng chiến thuật rồi ôi má ơi <laughs> Ui Mấy cái này mà cho làm content vô quay đâu quay tiệt ra luôn phải không <laughs> Rồi cái này là chưa quay với đi mà Rồi mẹ ơi 877 Rồi bằng như điểm chắc điểm mà điểm là chắc full móc rồi Móc 28 nghìn rồi Rồi mẹ 800 này Rồi này mà Cái này mà vẫy lên mẹ cái này mà bữa vẫy lên 280 triệu luôn đi đâu hay lên 180 triệu luôn kêu là ừ làm clip top hay trăm tám 180 triệu được chiến <cười> <cười> cái này chờ upgrade mấy em mà cái này chờ upgrade sướng lắm tại vì uh, khi mà upgrade á khi mà tăng tỷ lệ của cái này lên á thì khi mà mấy em quay á nó sẽ có móc bảo hiểm 300 cái này tôi không nhớ nha ở xưa si việt nam mình như là ở server si chung á là 300 hay là 350 tôi không có nhớ thì mấy anh em sẽ được là bốn cái tự chọn là nó sẽ cho bốn cái như thế này nè khi mà mấy anh em quay xong móc bảo hiểm 300 nó sẽ cho cái túi thì một là khi mà mấy anh em quay xong mất 300 mấy anh em nhận một cái túi mấy anh em chọn nha là chọn một cái túi tốc độ cam xong rồi khi mà mấy anh em quay được xong móc 300 nó cho mấy anh em thêm nhận thêm một cái mảnh mảnh cam mặc định mảnh cam của cái xếp tốc độ nữa thì mấy anh em nào mà top á mà đua giấy tính năng chiến thuật này mà tích tới giờ này mà khi có á thì quay tới giai đoạn đó mấy anh em nâng tóc dễ lắm kiểu tóc dễ nó 350 lượng chu lắm mấy anh em ơi 350 là tuần nào mấy anh em cũng phải quét sạch quét sạch shop của của cái tính năng chiến thuật này tính năng chiến thuật này như là à, mua bây giờ là mua lên 200 cho ta hay là vẫn 150 cái này tôi chưa biết nha để tôi coi thử nha cái này là 200 hay là 150 ta à, 150 thôi chưa lên 200 sau này chắc nếu như cái này mà có upgrade á thì chắc cái này nó sẽ cho lên 200 giống như ví ví tăng số tím với tăng số tím bây giờ mua bao nhiêu à, 200 bây giờ cái này lên 200 rồi tại vì đang có upgrade còn cái này khi mà tôi nghĩ là có upgrade nó cũng sẽ cho lên 200 là tuần nào mấy anh em cũng quét chờ tới upgrade lên đấy còn cái này đi BK hiện giờ là phải có một người nào mà một, một nhân tố bí ẩn, nhân tố bí ẩn trong cụm luôn, tôi nói trong server nha. Đấy. Là là, là 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 phải có một nhân tố bí ẩn trong server là là phải kích hoạt hiệu ứng lên thì mới lên được mấy anh em còn mấy một lần. <laughs> rồi má đây là ạt đầu tiên mà tôi vô, đây là ạt mà tôi vô mấy lần rồi mà tôi chưa bao giờ ý kiến về cái vụ hoạt lực đó mấy anh em. Ôi má. Phải chi mà cái số này mà chi một nửa cho tôi thì may biết hơn đứa mấy mấy anh em không cái này sự kiện hụt lực là hết rồi cái này vô này để nghĩa vô xả mấy anh em sự kiện hụt lực sắp tới là xả ra hết rồi dễ lắm sự kiện hụt lực xả là hết tám ngàn hụt lực rồi là nó nhanh lắm mấy anh em mà ba đồ yêu này nhanh lắm tám ngàn này xả trong sự kiện hụt lực càng quyết tí là hết rồi sự kiện tiếp theo là sự kiện càng quyết mà càng quyết ải một tí là hết rồi tám ngàn vòng vòng quay rồi khi mà đi bk trong giai đoạn này tại vì top hiện tại server này làm cái gì cũng đúng mấy anh em mà hiện tại không có gì để nói vô review trang bị ngồi khoe đồ khi ghi đó mà ác à, này khoe không đã Thật sự nhé thực sự sorry đang cầm mặt tốt nhưng mà thật sự anh con anh son khoe không có đã mọi người Tại vô tự nhiên đang đọc là What can he, A what can he, A what can he, mà, lâu lâu đừng có what can 3 đó Còn mà vô của anh New Blue là what can 3, what can 3, what can 3 Còn tính là nếu như mà mấy ông coi trời tôi tui mà làm clip review ạc tui á Ôi ạc tui mà làm clip review á là hơi bị đỉnh luôn nha ạc tui hiện giờ là 1 chấm cũng có, 1.5 cũng có, 2 chấm thì đầy mà 2.5 là đỉnh luôn Ác 2.5 là hơi 2.5 là hơi bị nhiều. Mà, trả qua quá tôi không tiếc lỗi với ông đó <cười> 3 chấm <laughs> thì một con. Ở trong server si mấy ông nào làm gì sở hữu 2.5 được? <laughs> Sao mà đỡ được? cho ừ, đó là là là, là, là khi vô review ác là phải cái sự sự độc lạ trong mặt cái con này. Ví dụ như đập thấy ác này cho Buri, đụ Buri tôi thấy lạ lắm mà. Mà chắc tôi nghĩ là con Buri này nó ôm vô á, DBK tôi nghĩ là con Buri này nó ôm vô mấy con tăng á cho nên là nó không có phủ đầu được, niên bóng nó không có phủ đầu được cho nên là mấy con trong hàng nó không có phủ đầu cho nên là nó không nhận máu được và nó ôm trốn tới chết luôn á DBK tôi nghĩ là vậy cho nên là lối chơi thủ sẽ khó làm shiver Rồi ok đó là trang bị tướng còn huy chương. Nó viên coi huy chương coi mới đã nè, À huy chương 4 à. Ở đây trong U này năm rồi. 5 5 5 mấy anh em đó. À, khi mà mấy anh em coi cái này nha, cái này nó sẽ là 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 là, là, là ảnh hưởng rất nhiều. Để khi mà mấy cái huy chương này á, đặc biệt là mấy anh em ở server cũ á, mấy anh em không chịu năng của huy chương này, mấy anh em đi không có kỹ. Tôi nói là sự khác biệt giữa người, người chăm nha, cái này top nha, anh đang gặp nó là mấy anh em đi cái này á, mấy anh em nên lưu ý cái chỗ này nè. Tại khi mà mấy anh em kích hoạt mấy cái sao này lên nè, nó lên lực chiến rất là nhiều. À, có một số bạn, cái này tôi chia sẻ nha, có một số bạn. Khi mà các bạn lên lực chiến á, khoảng cỡ tầm mốc 100 triệu á, các bạn đang bị gọi là mong lung các bạn sẽ bị đặt câu hỏi là ừ anh ơi sẽ coi sự ngày xưa có một bạn hỏi tôi rất là là hay nhưng một câu cực kỳ hay anh ơi uh, em cảm thấy thực sự rất đuối khi mà em lên 100 triệu lượt chiến ông hỏi đuối sao là cũng một mức nạp đó cũng một mức nạp đó nhưng mà em cảm giác là bây giờ khi mà em lên mất 100 triệu lượt chiến rồi em không thể nào em lên được nữa em thấy em nằm hoài nằm hoài em nạp vô chỉ là đổi tướng nạp vô đổi tướng mà khi mà đổi tướng thì nó cứ tục được chiến hoài thì anh có cách nào uh, hướng dẫn cho em để em lên lực chiến được hay là không hay là ép lên gì không lúc đó là chưa có tính năng tinh thông nha thì lúc đó tôi vô ạc bạn tôi nói cái này nè cái này sẽ là một trong những cái huy chương này nè nó sẽ kéo lực chiến cho mấy anh em lên rất là nhiều cực kỳ nhiều nha riêng cái này của anh xong là 23 triệu nè đấy mà khi mà mà không phải anh hà trời ơi, anh hà vô anh hà hỏi là anh hà vô là anh hà cứu tiền anh hà new World là anh hà hỏi anh hà là, 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 làm sao để lên lượt chiến anh hà là vô là gáy tiền không anh hà là không lên lượt chiến được anh hà new World là không lên lượt chiến được biết vì sao không anh hà anh hà new World là đi chạy bộ vũ trang giác vàng nha yeah. anh hà new World không lên lượt chiến được là tại vì anh hà new World đi giác vàng cái bộ siêu tóc này còn cái bộ thủy này lúc đó anh chú đặt, anh hà còn chưa được 8 cái giác đấu cam anh hà đi kích được chiến ảo thôi anh hà yếu á của anh hà yếu trong giai đoạn đó là không có chịu đi cái bộ thẻ đây là thẻ không kích hoạt được cái thẻ nào đó là chạy full tốc độ luôn là lúc đó là cuộc chiến tốc độ là anh chạy full cái này lấp đánh luôn cho nên là của anh hà yếu ạc đó yếu cực kỳ luôn rồi đi là toàn đi ấn thượng mà ấn ấn đâm ấn công kích là ấn hp không à cho nên bị yếu còn mà câu hỏi em lúc đó là trăm triệu đến hàng trăm trăm hai mươi trăm bốn mươi rồi còn mà cô hỏi em lúc đó là trăm triệu là nó đổi tướng nhiều quá là nó nạp uh, cũng giúp bạc một tháng á mà tại sao là lực chiến nó không lên được á thì lúc đó là nó đang trăm triệu nó đổi tướng hoài mà nó không lên được là vô ạt huy chương nó không nâng huy chương này nó kéo chiến lên nhiều lắm mấy anh em nhìn thấy nó nâng, nâng chút chiếu rồi mấy anh em coi cái lực chiến tổng này nè nó kéo lên nhiều lắm mấy anh em mà kéo lên dữ dội luôn đó, nó hạt a ba nè nó cho nên là khi mà mấy anh em vô không cái này chưa phê mấy anh em thật sự luôn top như vậy là tôi nói chưa phê nha tầm này nha tầm này tính năng chiến thuật á là nếu như mà anh son xả hết đống này ra nó xả hết đống này ra chắc cũng chưa full tại vì mấy anh em có tính đi 877 lần quay thì mấy anh em có tính đang là một cái gương này nè là 150 tính ra là ba cái ba cái là 300 bốn cái là 600 tính ra đủ được có sáu uh, chín cái chín cái là hết xíu quách chín cái tốc độ thôi chín cái tốc độ đâu đủ lên đâu chủ yếu là thiếu cái phôi tím này nè thiếu phôi tím nhiều lắm đây nè cái phôi tím này mới là vấn đề nè cái phôi tím này mới là vấn đề khi mà mấy anh em đi nè nó nâng thiếu cái phôi tím này lên là giác lên cũng khó Nói lẽ lấy giờ này nếu như bằng cái điểm này tầm cái điểm này là phải lên luôn xong cái sắp tốc độ rồi đấy nhưng mà do thiếu thiếu cái mảnh tím á nên khó rồi còn mảnh vàng kiếm dễ cái phôi tím năm sao á chứ còn cái phôi vàng kiếm nhanh lắm mấy anh em mà giác nhanh lắm đấy đó là khi mà mấy anh em đi trong meta độ hình thì giác nhanh lắm còn mấy cái này chưa lên mà chưa giác xong hết mà đấy cho nên là 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 chờ thôi, chờ kiếm kiếm cái tím mấy anh mà top ai cũng kẹt cái đó đó. Ngày xưa là anh Hà là anh Hà anh đi đổi luôn mà anh đi đổi cái tím luôn mấy anh em. Bây giờ là bây giờ đến nỗi á nha, bây giờ tôi nói cái này nó hơi tiêu cực nha nhưng mà chắc chắn mấy em sẽ chửi tôi bị khùng đúng không? Nhưng mà người top người ta bị đến mức mà người ta phải đi mua mấy cái rương tím này luôn nè. Người ta bây giờ ta dư lúc mà dư á người ta đi đổi cái tím này không à. Mấy em sẽ nghĩ không tin nha, mấy em sẽ không tin nhưng mà khi mà câu chuyện của top á thì mấy em gặp mấy em mới biết trường hợp đó là phải quay đổi cái tím nha, phải quay đổi cái tím chứ không phải quay đổi cái cam này tại vì những người ta những người như thế này nha là người ta đánh vinh dự nha uh, mấy anh em mấy anh em sẽ nói là ủa tại sao lại đổi cái cái tím anh mà không đổi cái cam đầu tiên ạ người ta viết vàng viết kim cương thì đã nhận cái gương này hàng tháng rồi không biết là hình như viết kim cương là nhận hai hay ba cái túi này ba cái túi chọn vàng rồi thì cái vàng này sẽ chắc chắn không thiếu lại vinh dự sẽ dư nữa cái này mua trên zalo bay được cái vàng này mua trên zalo bay được thì quan trọng là thiếu cái tím này thôi đa số là người ta sẽ quay chọn cái gương tím này để người ta lấy cái phôi tím đấy rồi ok đó là cái tính năng chiến thuật chứ khi mà mấy em đi trong giai đoạn với lại mà à, thêm một cái nữa là chọn ấn trong meta thì chọn ấn với lại nuôi cái cái thiên phú trong meta thì hiện tại đó mấy em đi cái này à, cái cái ấn này mấy em nhìn đúng không là nó sẽ đẩy được chiến lên rất là cao nhưng mà so với cái ấn mấy ấn số thì tôi nói là mấy em đi ấn số với lại đi, ấn chữ xong này chuyển về đi ấn chữ được chiến sẽ cao hơn rất là nhiều khi mà mấy mấy em đi trong giai đoạn sau rồi ok đấy đó là những cái ạc mà những cái điều mà trong mặt của anh uh, vô mấy anh em chia sẻ cho mấy anh em tốt mấy anh em có ý định nuôi tốt trong mặt này và mấy anh em uh, khi mà bk ấy, là tôi nghĩ là cuộc chiến bây giờ hay nhất nha cuộc chiến bây giờ hay nhất ấy, là chỉ là có ba vị thần xuất hiện là quýnh là ví dụ như b boy nè lucas nè rồi bốn uh, người nghe bốn người trong bốn người tốt trong cụm này bốn người tốt trong cụm này là một dãy luôn là những người tám chục là phân khúc tám chục ở server này uh, sẽ cạnh tranh với lại là phân khúc 8 80 triệu lượt chiến ở server cụm 500 là 510 là năm 500 là sẽ là của anh Na Du. À, anh anh Minh anh Minh không biết giờ đổi tên thành gì rồi, anh Minh chưa chưa biết tên anh Minh bữa chưa vô ạ Anh Minh rồi à, là yêu cái, yêu cái rồi lại cu nào nữa top 4 trong server tôi không nhớ tên nha, sorry mấy anh em là là không nhớ tên. năm à, cộng 510 là sẽ là Beo, anh Hoàng đã xa gia, với lại anh hoàng đã xảy ra với lại uh, top 3 là ai ta top ba như là vẫn còn tôi tờ... à pha, pha cơ tiêu anh pha cơ top 4 sẽ là tờ ở top 5 là ai nữa tôi không quên đấy uh, là, là sẽ là cạnh tranh rồi 510 sẽ cạnh tranh với lại cụm kia nữa là khi mà còn anh sau này là một cái đẳng cấp riêng rồi chừng nào chừng nào mà có một người và tôi nói chỉ cần một động lực thôi bây giờ bữa nào bữa bây giờ nhiều lúc ví dụ như bây giờ mà tôi nói ví dụ như hôm bữa tôi định kêu là bây giờ tôi kêu tôi kêu bị tôi kêu bữa bữa tôi tính đó nha là tôi kêu cũng nghĩ bữa nào mà giả đò mày lóc vô mày để cho anh son thu bữa chặn của tử ở trong server có động lực không để động lực để động lực lên không nhưng mà tôi nghĩ nếu như bây giờ mà anh son thua á cũng không có động lực để lên được tại vì cái lực chiến này mấy anh em đép không được trong meta này mà mấy anh em cũng không đếp được anh son thì sao mà thắng được nó phải đếp được mấy anh em trong là phải đếp được thì mới có một động lực để đẩy lên được chứ còn qua tới meta Tatsumaki UR mà đẩy lên thì chơi nổi mấy anh em à đáng ra trong meta này đầu tháng ví dụ như son làm như quả beo vậy đó lâu lâu làm quả gãy cũng giữa một hai tuần vậy xong rồi mấy anh em có động lực lên chứ còn bây giờ ông quýnh gì tới chứ qua meta UR sao thua được qua meta UR mà thua là bán độ nha tiếc qua meta UR mà lâu lâu mà ổng ổng thua là chỉ có bán độ chứ kiểu nào mà qua meta UR mà ạt này qua meta UR là thua vậy nha không phải là mấy anh em kêu ao lực chiến kinh khủng vậy với câu chuyện uh, tôi tôi vô tôi ngồi rồi mấy anh em biết không tôi kể cho mấy anh em nghe câu chuyện Anh đào của mấy anh em không xanh chín đâu nè em bữa tôi ngồi tôi giả đò đúng không tôi ngồi tôi để đồ hình ra tôi để đồ hình công lên tôi chờ anh đào đơm tôi tại vì mấy ông biết không trong cái chiến khu này nè khi mà mấy ông thủ thua á khi mà mấy ông thủ thua nhen cái chiến khu này nè khi mà mấy ông thủ thua á thì nó sẽ hiện lên cái bảng mà phản kích mà khi phản kích á thì tôi sẽ có cơ hội tôi chỉnh lại đồ hình để tôi đơm anh đào mẹ tôi chờ hoài luôn tuần nào tôi cũng chung chiến khu với anh đào ấy, mà anh đào không quýnh tôi ôi tôi không có clip để tôi đơm anh đào ấy không à nè tôi đơm anh kinh anh nè tôi đơm anh yêu bà lu luôn rồi nhưng mà tôi không đơm được anh đào rồi tôi mà gặp anh đào là tôi chơi con của tôi chơi bd tôi chơi bd tới chết rồi ôi ờ, bữa tôi quánh thằng Mai vừa ra mẹ thằng Mai vừa ra bữa tôi mấy trận rồi. Ờ tôi đơm thằng Mai mấy trận thằng Mai nó cái ủa sao mà anh giết được con sao em hay quá vậy? Sao mà mày biết được? Trời ờ, ơi, còn anh đào là được đó tôi chưa có cơ hội rồi, tôi không có cơ hội để tôi đơm anh đào rồi. Ê chỗ anh đi mà chỗ anh đi hôm đó tôi ngồi tôi dụ được một trận Ayuri với đi mà Ayuri với lại ờ uh, uh, Ayuri với lại hình như là ai đó Ayuri là ai tôi không có nhớ vãi à <laughs> ơi <laughs> phải lộ ra chứ phải lộ ra chơi mà giấu mà anh mới chia sẻ cho mọi người chứ rồi ok đấy nói chung là khi mà chơi với mấy anh top silver đó có liên kết với mấy anh top silver với nhau mấy em quýnh trong meta mấy anh em đảo bài liên tục và có một cái lối chơi nó nhất định này là thực sự là là, là là, là chưa áp đảo đâu cái này là anh son còn chưa có động lực á nếu như mà giờ mà để mà anh son này anh áp đảo thì thực sự mọi người tôi coi thử giấy tiếng nha tôi chưa chết giấy tiếng nha này thực sự nếu như ạ à, cái này dưới tím chắc quay hết rồi cái này còn dưới tính năng nếu mà ạc này á ạc này mà thực sự quay như mà quay new blue á hoài mẹ trong silver nản lắm thiệt nếu như mặt này mà chơi theo kiểu của new blue á nha là là ạc trong silver này là mấy anh em mấy anh em trong silver hết động lực luôn á giờ mấy ông cứ nghĩ đi ạc này hiện tại đang là 171 triệu lượt chiến không kích được chiến ảo mà tôi mấy ông cứ nghĩ sáu con này sáu con này trừ con buri ra trừ con buri ra nha giác full ba con điên bóng hai mà. Trời ơi, này đi bóng hai mà mấy ông thấy top ta chơi không? Con điên bóng hai mà mấy ông, con điên bóng này đi bóng hai nha. Mấy ông cứ nghĩ đi, con điên bóng này là một con điên bóng 3. Nè tôi mở cho hình như là cùng mảnh vàng năng không biết vô nhiều lúc mất công mình ngồi mình giấy mà người ta không có nữa. Ở đây 99 nè, để coi cái rương mảnh vàng năng bao nhiêu nha, tôi coi cái rương mảnh vàng năng á, cái rương đâu rồi? Cái rương uh, cái mảnh vàng năng coi ở đâu ta? Ờ à, như xài xả, xả ra bớt rồi. Không lên được, cái này nếu như mà giác lên được á nha. Này mà giác lên chỉ cần mà xấu sao thôi ở quét ba thôi mà full năm con nha trừ buri thì buri không lên được quét ba mà, mà giác mấy con này full ba thôi rồi lên một bớ bao nhiêu lượt chiến rồi rồi lên sáu sao bảy sao thôi rồi ở ba một mới lượt chiến rồi cái tính năng chiến thuật giác full vàng nữa đó thì là là cái này ác khoảng trăm tám đấy Ờ cụ không mấy hôm nay cũng phải nạp căng mấy em phải, phải, phải nạp nạp căng như sếp New Bây giờ trong con game này nạp hết nhiều đó bây giờ mấy anh em mới tính giá trị trong shop này quyết shop quyết hết nhiều đó rồi quyết mấy cái này đâu lên lượt chiến đâu chủ yếu là quyết chỉ tăng sao quyết mấy cái đó lên mấy anh em hiểu tại sao con game này á nó có một cái gọi là cân bằng so với những con game ga chai khác là gì không một tháng mấy ông chỉ nạp bao nhiêu tiền thôi đúng không bây giờ tôi nói mấy ví dụ như tôi nói nè những thứ mà tăng lượt chiến cho tớp là gì tính năng chiến thuật thì tăng sao vàng đúng không thì tăng sao vàng thì mấy ổng mát hết rồi chỉ có cái 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 vé tăng sao tím thôi ừ một tuần mua được hai trăm vé đúng một tuần mấy ông chỉ mua được 200 vé thôi có sự kiện mấy ông quay được hai uh, tăng rét quay lên quay được 200 hay là 400 á uh, hình như là đang còn tăng rét hình như là cho quay 400 đúng không đúng rồi 500 cho quay 500 ngày xưa cho quay có 200 mà thì bây giờ tính năng chiến thuật mua quay được có 150 à là mấy anh em lên từ 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 maximum tới bao nhiêu đó chỉ được bao nhiêu đó thôi ví dụ như new blue lên 200 bây giờ chỉ lên ngưng nó thôi không có lên được nữa rồi phải chờ mấy người khác lên hoặc là nó, mệt nó chờ một con tướng mới hơn chờ tới hệ ur để nó lên cũng như nobody thôi cũng 300 trăm giờ đứng im mà không có lên được nữa nó không còn thứ gì để nâng tinh thông cũng mát chứ thứ gì cũng mát hết phải chờ nó một cái tính năng mới hoặc là một cái con mới nó không không có lên được nữa là có nghĩa là mấy anh em hiểu không nó cân bằng đến mức á, là mấy em khi mà mấy em lên chỉ giới hạn ví dụ như mấy em lên từng chút từng chút một từng chút một để cho người khác chơi nữa để cho người khác vẫn còn cơ hội đó. ví dụ như anh xong bây giờ lên 170 đúng không thì cùng lắm qua meta ur lên đường trăm chín thì bên đây uh, lucas lại bị boy rồi anh sắc là những người top trong server này beo đồ nữa là sẽ lên cũng cỡ tầm trăm hai trăm ba trăm đấy không có lên được nữa nó bị giới hạn mấy em mà cùng lắm á là mấy em biết xong ở những người top ở server mới mấy em biết cái gì không bị thiếu tướng bị thiếu tướng so với silver cũ thôi và cái tài nguyên á nguyên ngặt này tốt thì tôi không nói nha những người tốt khác á thì người ta sẽ bị hụt con này con kia trong cái phần tính năng tinh thông này nè tính năng tinh thông đây bây giờ anh sao còn chưa giác hết mà nó hôm qua mấy ông sợ chắc full bảy cơ bản thôi chứ nếu như thực sự mà hạt về đi nâng cao mà giờ này chín á thì mấy anh em sẽ thấy là nó khó khăn mà nó hạt nó thiếu tài nguyên tới mức nào đấy rồi ok cho nên là mấy anh em đừng có nghĩ là ừ, con game này bao nhiêu tiền vô là là, là nó sẽ lên mình điền người ta nha không có nên là câu chuyện là con game này nó sẽ có sự cân bằng nó sẽ có sự cân bằng so với những game khác ở ừ, vô vung một phát là 20 30 triệu xong rồi làm top server làm chai thiên hạ trong cả server à, hết bây giờ đi chơi bình thường rồi bây giờ bây giờ khi đi sẽ có những cái mà đi bk trong tới giai đoạn meta ur mà ur mà để được bảo hòa nha uh, UR, UR hình như nó không có giai đoạn bảo hòa mấy anh em ạ UR nó không có giai đoạn bảo hòa giống như Meta này uh, Meta rồi cộng, Meta X rồi cộng Mà giai đoạn khi mà ngang nhau bảo hòa là Meta cũng đi bóng lại cũng MK còn ur tôi nghĩ là nó sẽ không có không có thời gian để nghỉ á thiệt ur nó sẽ không có thời gian để nghỉ tại vì mấy anh em đảo bài liên tục nha đảo bài liên tục rồi ok đấy cho nên là khi mà gộp hay là quýnh gì đó mấy anh em sẽ một cái đầu tàu nha đầu tàu ví dụ như là kéo silver lên à, ví dụ như cụm đầu tiên sẽ là hơn cái nha tôi được may mắn tôi tính ra tôi hơn tôi may mắn hơn rất mấy anh em tại vì sao hoài mẹ silver tôi hai cái đầu mấy kéo mạnh quá mấy anh em mà Ê, hey, Silver tôi cái đầu máy kéo đầu tiên là ngày xưa là có anh Kinh 5 năm với lại uh, ngày xưa đặt MRT là à, hiện tại là anh NC Phan đang cầm uh, Rồi sau này gộp chung lại nữa trời má gộp chung lại câu chuyện nữa là là giờ có thêm mặt à, anh anh Renew ngày xưa bây giờ đổi tên hạt của anh Vinh nữa là hai cái đầu máy kéo mạnh vãi cước luôn Ôi xong rồi thêm uh, top 3 server nữa ba cái đầu mấy kiếu ba cái bang mạnh của bên tôi cụm lại chậu nó đã bây giờ tôi mấy ông mới tính đi một bang bây giờ bang bên tôi duy trì nha là chơi đều luôn á là 20 người tính ra server cụm tôi 20 người rồi còn lại là 60 người chơi rồi là ba bang rồi. Còn lại mấy anh em mà tôi không biết nữa. Ừ, ở dưới thì sẽ có anh anh, anh uh, New Blue nè, uh, Asina nè, New World nè, Ayuri nè, rồi mấy anh em K, Power K, K, mấy anh em cụm K trong server tôi không nhớ tên nha tại mấy anh em đổi tên rồi cụm trên là có ngày xưa anh Liminho, ôi mấy cái lúc mà anh Liminho nghĩ tôi tưởng đâu là 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 Liminho cũng nghĩ là tôi tưởng đâu là không còn ai chơi nữa rồi. Nhưng mà khi mà chủ mới vô cũng xây dựng lại được rồi xong rồi mấy anh em cụm dưới mu mu nè, rồi cái kiểu nữa thì gộp chung vào quấn dần, dần 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 lên tôi cảm thấy may mắn khi mà trong cái cụm trong cái dãy của tôi là vẫn còn. Còn ví dụ như là ngày xưa tôi tưởng đâu là Silver sẽ sụp là Silver của anh Mr. B, là của anh uh, tiền thân là của anh uh, anh Mr. Bum ngày xưa đó là trong server đó từ từ cứ chơi từ từ thôi rồi bây giờ Mr. Bean top 1 rồi à, ạt mạnh BT là cũng như ao rồi à, ạt nó cũng như cái xác không đấy lên từ, từ 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 sẽ có những người người ta đầu tàu người ta kéo cái cụm đầu tiên là người ta kéo cái cụm lên trước xong người ta kéo cái server và kéo cái, cái sự phấn khởi của mấy anh em chơi trong server lên chơi cho nên là vì cái đầu tàu rất là quan trọng và đặc biệt mọi người thấy không ơi server 510 tôi nói server 510 là server cứu vớt con game này nhiều nhất là với sự trở lại của anh đa sa nè rồi uh, tuna nè rồi uh, một số youtuber khác khi mà chơi trong server cụm server 510 thì đó cụm 510 cứu con game này rất nhiều nha khi mà mọi người chơi tại vì tôi làm quá trình con game này mọi người cứ để ý là là cái việc mà uh, anh đa sa, anh cầm bách lại con game này khi mà chơi lại cụm server 510 kéo lại rất 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 nhiều người chơi về con game này đấy đó, cho nên là khi mà chơi trong server sẽ có nhiều giai đoạn rồi xong tiếp tục uh, về giai đoạn sau á rồi server mới căng về rất mấy anh mà bk nhiều nhân tố bí ẩn là con game này nó ra season 3 nữa thì game này nó sẽ càng nhiều người chơi hơn, nói chung là lâu lâu nó cứ tăng lên người thôi, đó lâu server cứ trăm trăm Thì kênh tôi á tôi thấy cái lượt view và cái lượt đăng ký kênh tôi biết là số lượng người chơi mới cập nhật bao nhiêu mấy anh em à, còn không biết là tại nhà phát hành người ta không công bố số lượng người chơi thôi, khi mà công bố số lượng người chơi thì mấy anh em sẽ biết. Cho nên là mỗi server khi mà có một người người đàn anh hoặc là người top server và đầu tàu đó tốt thì cả server kéo lên rất là nhiều, lượt chiến đều trong server. Đấy đừng có đi bán độ như bên đừng có đi 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 bán độ như bên bên liên minh điện thoại của VCS là được đấy Việt Nam là được rồi nó bị nát mấy em còn bây giờ hiện tại game này rất là ok rồi ok rồi đây là clip uh, gọi là lưu trữ uh, cục móc 170 đập đập 170 triệu giá chẳng nghe 170 triệu được chiến của đầu tàu top 1 bên cụm 13 đau bên silver 13 bi của Mr. Son và top 1 cụm 400 Ok à, rất là Cảm thấy vinh dự khi mà được uh, lốc ạc lần thứ hai mong là sẽ được làm uh, clip uh, cục móc uh, 200. trăm này chờ lên 200 của Anh Son thôi. Anh Son và gần nhất thì chắc chắn của anh New Blue rồi. Đó, sau này của anh Đào, anh Kinh năm năm và anh Dinh nó thì mong cái top server duy trì và cống hiến cho mấy anh em cống hiến những trận PVP mãn nhãn cho mấy anh em trong server. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ coi chiến khu server Việt Nam cộng 400 thôi, không xàm nữa. Ok. Xong.